từ sáng tới giờ. Đi đâu mà chưa chịu về nữa? Cơm nước gì giờ này? Anh đi đâu sáng giờ mà mới tới xế chiều anh mới chịu dắt cái mặt về? Không ở nhà phụ tôi gì cả. Đi đâu? Đi đâu? Anh đi đâu mà từ sáng tới giờ không phụ tôi trong hai đứa con thờ? Mới sáng sớm là anh lo đi mất, còn nó khóc khi mới vừa thức giấc. Một mình tôi phải trăm nom lại còn lo bày vịt heo gà. Thôi đi anh ơi, tôi đã quá quen với những lời ngon ngọt mà ngày nào anh cũng nói. Anh bảo hiểu tôi mà anh đi từ sáng đến tôi, bỏ mặc cho vợ con thui thủi sớm hôm anh mới chịu. Nhà cửa ba bên công việc bốn bề, hay anh đã chán chê nên mỗi ngày anh đi suốt? Anh cứ nói một lời rồi tôi sẽ ra đi. Anh làm ăn gì mà tiền đổ lỗi do làm ăn thua lỗ. Phải rồi, anh đi theo làm ăn ở mấy quán cà phê chòi lá, rồi mấy chỗ đá gà cũng có anh luôn. Thôi, anh đừng có dài dòng biện hộ. Nè, nhìn thẳng vào mắt tôi nè. Đừng có lảng tránh. Nhìn vào mắt tôi mà nghe tôi hỏi đây nè. Từ sáng giờ anh đã đi đâu? Hãy khai cho thật chứ đừng giấu che điều gì. Còn như anh vẫn chơi quanh thì đừng than trách là tôi tình.
tình kia mà đi từ sáng đến khuya mới về. Khuya hay chiều gì cũng vậy, anh hãy trả lời đi. Như vậy phải được không, ông xã?